Em mình Mình sẽ là người đoán đánh bài giả có lập kháng khứa nào tín đâu hiệu mà chưa? lệnh tới Hiện đại giờ luôn. là cảm biến nhiệt độ của mình anh là đang là 36 độ C, 36 độ C. điện áp là 2V38. Bây giờ anh Quốc anh sẽ tháo một cái dây cảm biến nhiệt độ ra, anh giả lập bằng cách anh tăng thêm điện trở vào ha. Để điện trở đây, điện trở đây. Thì khi mình tăng trở thì nó sẽ tăng cái điện trở của cảm biến lên, tức là nhiệt độ nó sẽ giảm xuống. Đó, lúc này điện trở lúc này nó sẽ là 33 độ thôi, nó giảm độ xuống ha. Giảm độ xuống nó phun xăng nhiều hơn. Giảm độ xuống nó sẽ phun xăng ra nhiều hơn. Lát nữa mình sẽ thấy là cái nắp dùng con đề thử cái nổ nè. Đề. Báo lỗi thì liên tục. Thế. Cảm biến cảm biến. Bây giờ đang mang nó tiếp. Cảm biến đâu đâu. Rồi bây giờ cứ tắt mở mà lại. Thoát ra quay lại. Tắt cái gì rồi ông Hậu ơi? Trời đề cái được không? Có đề không? Mất luôn, nó mất nguồn lên cứ kìa. Rồi làm lát mình sẽ đức rồi nè. Không cái đó gì mà không sao. Lát mình sẽ đề sau mình coi thời gian phun nha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ trả lại ha, trả lại cái cảm biến nhiệt giùm cái. Thẳng một em. Đây bây giờ nó lại lên là bao nhiêu độ? Vô lại ha. Rồi mình chuẩn bị một con cảm biến, một con điện trở nó khoảng 4,7, lấy giùm con 4,7 kia. Để mình giả lập là nó sẽ giảm điện trở, giảm điện trở là nó sẽ tăng nhiệt độ lên. Tăng nhiệt độ lên thì nó sẽ như thế nào? Bớt sang lại. Mày còn ngang sang lắm. Bây giờ bớt sang lại đúng không? Nó ra ngoài luôn. Nó vô lại. 4,7 có không? Còn con nè. Có mà chưa đủ. Chế mẹ cảm ứng bấm cho lẹ 11 triệu mấy nhưng mà. Rồi anh tìm hai cái dây của con cảm biến nhiệt độ ha. Để tôi đi qua đây cho về. Đây lớp baby đang học buổi tối nha anh. Dây là dây màu gì? Dữ liệu động cơ thầy. Đúng rồi, vô dữ liệu động cơ em để đọc cái dữ liệu nhiệt độ. Dây hồng trắng đúng không? Với lại xanh cam đúng không? Hồng trắng xanh sọc đỏ. Xanh đỏ, xanh cam đó chứ không đỏ đâu. Xanh sọc đỏ này. Rồi. Bao nhiêu em? Hiện giờ là nhiệt độ là đang là 36 độ C. Rồi mình giả lập đi, đúng rồi, giả lập. Câu vô đi. Câu song song, câu song song nó sẽ giảm điện. Để nguyên cái đó, để nguyên cái dây đó, câu từ dây này qua dây kia. Gọi là câu song song với cảm biến nhiệt hả? Cảm biến nhiệt mình là hai dây đây mấy anh, hai dây đây. Đó mình sẽ câu cặp qua đúng rồi, cặp qua. Đó, thì lúc này cái điện trở nó sẽ bị giảm xuống nha. Giảm xuống nãy mình tính là 44 độ C luôn thầy. Nhiệt độ nó sẽ tăng lên 44 độ C này nha. 44 độ C thì lúc này nhiệt độ tăng thì cái thời gian phun nó sẽ bị giảm xuống. Xe sẽ tiết kiệm xăng. Nhưng nếu mà tăng nhiệt độ nhiều quá là cái đèn báo cho này sẽ sáng luôn. Nó sẽ có lỗi luôn đó thầy. Bây giờ mình rút lại. Chưa tắt khóa thầy. Tắt khóa chị. Anh tắt khóa là cái này nó mất tiêu rồi. Nó hết báo rồi. Rồi ok, bây giờ thoát ra vô lại đi, nổ được không? Xe này sao mất cái đề rồi? Chứ có đánh ban cái gì rồi? Đơn giản thôi, để em làm một phép một. Đánh ban thầy ơi, nãy thầy. Rồi, đánh ban gì đó vậy? Nãy là đâu, thì nó chưa được đó. Rồi như vậy thì anh nhớ là cái mắt nói tiếp là nó sẽ giảm nhiệt độ ha. Mắt song song là tăng nhiệt độ. Phát một đù má làm phát một em phát thừa luôn. Hay quá. Được, vô cái góc. Rồi cầm quay giùm anh xíu. Rồi mình qua đây tôi hướng dẫn làm cái con cái góc. Em ném máy không thầy? Xài đập cái luôn phát. Sẽ làm cái góc cho làm ha. Phải cho nó cái bộ. Cứ đâu mà nó bị đỡ. Cái tên 16 cái góc. Đây là cảm biến gốc của xe Yamaha ha. Đấy của mình. Exciter. Rồi. Cái này giống một xe cái 50 nữa. Rồi, cảm biến gốc nằm ở dưới này. Yeah. Cảm biến gốc này.
mẹ mấy. Rồi bây giờ em sẽ đo nguồn cặp gốc ha, bật khóa điện lên mình đo nguồn ở hai dây này trước. Bây giờ hai là dây nguồn, ba dây của nó đây. Hai dây nguồn là dây xanh với dây đen, xanh đen ha. Có kim không, lấy kim trên bàn. Kim kim ở đây với kim luôn này. Hay không? Ok, hai dây, một dây nữa. Hai ba cây sẵn luôn. Rồi ok. Đầu tiên mà đo nguồn trước ha. Đây hai dây nguồn nè. Rồi bật đồng hồ đo vol. Rồi quay đi, quay đồng hồ đi. Bật chìa khóa lên chưa? Anh đo ngược lại nó ra dấu trừ để đúng rồi, đổi cho quay lại. Đó. Như vậy thì cái dây 5V là dây xanh, còn dây đen xanh này là dây mát, giờ dây giữa này sẽ là dây tín hiệu. Bây giờ để đo được cảm biến gốc thì mình sẽ cấp tín gốc cảm biến vào hàng, cảm biến vô. Giờ mình sẽ đo tín hiệu gửi về đây. Là dây vàng xanh, đo tín hiệu gắn lại. Rồi bây giờ mình tắt khóa mở lại nha. Rồi mình sẽ đo một dây đỏ vào cảm biến gốc, dây đen về mát. Cầm mắt này. Đó thì bình thường con cảm biến gốc này nó báo có 0.5 nè, khi mà nghiêng nè, nghiêng 5V là tắt. Đó quá chưa? Đó rồi. Để xin lỗi, nó nghiêng như này đó. Nghiêng là lên khoảng 3V, 4V. Dựng đứng là nó khoảng 0.5 nè, 0.304. Nếu mà nó mất cái con cảm biến gốc này nó sẽ báo lỗi bao nhiêu? 30. Nhìn cho quay lên đồng hồ ha. Đồng hồ 30 là bằng áp bình rồi. Thì bây giờ để làm sao giả lập được con cảm biến gốc này? Những cái núm phát. Đây đây. Mình cách đơn giản nhất là mình sẽ thấy là khi mà cảm biến gốc nó thẳng đứng là nó báo về khoảng tầm 0.4V. Nha. Thì làm sao mình đưa về 0.4V là được. Tức là mình sẽ đưa cấp điện 0.4V vô cái dây vàng xanh này. Nha. Nhưng mình không thể nào bỏ luôn hai dây này được, vì bỏ hai dây nguồn này thì nó này phát hiện IC nó xuất hiện ra. Thế này lấy luôn cái nguồn này ha. Nên mình sẽ lấy luôn cái nguồn này để mình giả lập luôn. Đây. Đâu này 2C, 3C. Đó, mình sẽ cấp vô cái con biến trở ha, mình ra ngoài mình mua con biến trở. Đấy, mình sẽ lấy nguồn tại con biến trở này. Đây. Dành cho thầy cái. Được rồi. Đây, lấy luôn cái này nha, không bỏ nha, tức là mình không bỏ dây nào hết. Đây. Rồi mình đo giờ mình tua dây giữa nè. Điện áp nó ra là bao nhiêu mình chỉnh ha. Mắt bữa xuống bên. Đó mình chỉnh nè. Chỉ yên nha. 5V quá tai. 245. Quá tai. Nào giống cục này đi. Cho cái nguồn nó chưa có. Em dặn đi. Cái dây điện ngay dài chút nè. Đó. Rồi. Ok. Chưa gì, chặn về 0.4. Vừa thôi, chậm thôi. Rồi, đó, cỡ 0.4 được rồi. 5. Chưa dặn gì dữ vậy? Nó nhảy. 0.4 nó nhảy. Thấy gì á. Em nhảy, em chặn rồi nè, cứ ngắt luôn nè, mà nó không xuống nè. Từ từ. Đó, lên đó, từ từ thôi. Xíu nữa. Rồi. Ok. Tí nữa cũng được. Rồi ok. Mình sẽ cấp tín hiệu này vô cái dây vàng sọc xanh kia. Cấp vô kia em. Cắt cái dây đó nối vô trong này luôn. Đúng rồi, mình sẽ dùng con biến trở của mình thay cho con biến ha. Được rồi. Trời, dàn hàng biết được chấm khóc chết. Cấp tín hiệu gửi dây C, được chưa? Rồi lúc này mình tắt khóa mở khóa lại coi con biến đồng hồ còn báo lỗi không, em quay lên đồng hồ. Hết rồi. Được không? Ok. Quá ok. Đúng rồi, đúng rồi. Tự. Đúng rồi, nó sẽ báo lỗi và nó tắt máy. Dạ. Đấy, nó báo lỗi. Thử dặn này chúng. Rồi bây giờ em thử dặn đúng không? Dạ. Rồi ok. Nó dặn báo lỗi ha. Sai điện áp là nó báo lỗi. Ok. Xem nhé, nó tắt luôn. Ok. Đó là cách mình giải lập cảm biến gốc ha, mình sử dụng đúng 3 dây của nó luôn. Giờ 2 dây là mình cấp nguồn cho cái biến trở, cho dây tín hiệu gửi về. Là mình xài là cục này mình bỏ cái cục như gốc này bỏ này. Rồi. Nhưng mà nhiều khi người ta muốn xài này sao vậy? Mua khác rồi. Giờ xì gắn rồi chị. Nhưng mà
ai biết.